giờ xà lan của ngon đã làm hàng nhiều rồi nè. Làm đầy cái hầm lái rồi, bây giờ đang chuẩn bị dời ra làm hầm mũi nha. Hôm nay thì làm hàng rất là nhanh luôn, mỗi một gạo 20, 21, 19, 18, 20, 21. 21 tấn á. Làm hàng rất là nhanh luôn. Mới vô ngân mới vô nhận có 1 tiếng mấy mà được 700 tấn rồi đó. Làm nhanh khủng khiếp. Đây mọi người xem bụi coi nè. Đây. Bụi không thấy đường luôn. Thì con nước này là con nước rồng sát luôn. Ở trong đó nó lội nguyên cái bãi lên luôn à. Xà lan của con bây giờ nó khiếp luôn á. Bây giờ chạy xà lan ra tới Gò Gia là sạch rửa luôn. Nó dơ, nó lên một lớp bụi luôn mọi người. Chút nữa ngân dời ra tới ngoài Gò Gia thì ngân sẽ đậu phao và sẽ sạch rửa luôn. Đó, chỗ đó có chiếc tàu râu nè. Tàu này gọi là tàu gâu hoặc là tàu lai dắt cũng được. Ở phía sau thì có một cái chiếc tàu. Đây là ở phía trước buồng lái. Mọi người xem nè, bụi nó lên một lớp luôn á. Đó, đó. Ngân vẽ chữ ở trên đây được luôn á. Bụi cả này nè. Ở sau cabin sau cũng vậy luôn á mọi người, chỗ nào cũng bụi hết á. Đây đây trên mí cửa sổ nè. Đó. Dọn dẹp phê luôn. Được. Hello, Kim Ngân xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Kim Ngân. Hiện tại bây giờ thì xà lan của Ngân đã đi tới đầu dàm rồi. Ngân chuẩn bị quẹo vào trong Ngân chuẩn bị quẹo vào trong Gò Gia, Ngân buộc dây phao. Đây mọi người xem nè. Hành trang của Ngân bây giờ thì Ngân chuẩn bị đi vào trong cảng để mà làm thủ tục á. Đây. Quải ba lô lên chuẩn bị đi thôi. Lúc nãy Ngân tính ở trong cảng á, Ngân đi lên bờ luôn mà. Lúc nãy xà lan Ngân nhận hàng xong á thì lúc đó là 5 giờ rưỡi. Ngân đi lên cũng không có kịp mọi người ơi, người ta thay ca. Rồi Ngân đi theo xà lan ra đây luôn, chút nữa ra đây Ngân sẽ đi đò lên bờ. Trên bến đỏ Ngân mướn được chiếc xe Honda nè. Xe này là mình mướn nha. Trời ơi, xe chiếc xe Ngân xấu, xe còn xấu hơn Ngân nữa. Bây giờ Ngân đi về thôi mọi người, làm giấy xong rồi lên xe đi về thôi. Mới làm được có một phần thôi nha cả nhà ơi, chưa có làm xong nữa đó. Ngân mới làm được một phần thôi à, lấy tờ giấy biên bản mình nhận hàng thôi à, Ngân chưa có làm xong đâu.
chiều nay hoặc là ngày mai Ngân còn lên cảng Ngân làm thủ tục một lần nữa thì mới xong. Bây giờ thì đi về thôi cả nhà ơi, đi về Xà Lan thôi. Hồi sáng á, Xà Lan Ngân chạy ra tới Gò Gia thì Ngân kêu đò Ngân đi lên bờ, Ngân làm thủ tục, Ngân đi lên bờ, Ngân mướn xe Ngân đi. Tại vì từ cái chỗ bến đò mà đi vô cái nơi mà Ngân làm thủ tục á thì nó cũng khá là gần luôn, không có xa, cho nên là mướn xe chạy chút xíu à. Bây giờ thì Ngân đi về Xà Lan thôi, hẹn gặp tất cả mọi người ở Xà Lan nha. Bye bye. Lại bị nhức cái đầu. Ngân mà mỗi lần Ngân thức đêm là Ngân bị nhức đầu à. Bây giờ Ngân đi về tới Xà Lan rồi. Ngân đi ở ngoài đường thì không có mệt, mà về nhà mệt quá luôn mọi người ơi. Bây giờ cái Xà Lan của Ngân nó rất là dơ luôn. Ở trong Xà Lan á, bàn ghế nè, nói chung là hết ở trong cái cabin mũi lái luôn, bụi rất là nhiều luôn, nó lên một lớp luôn á. Bây giờ về tới nhà rồi mệt quá luôn cả nhà. Hồi sáng á, Ngân đi lên trên bờ sớm để làm thủ tục. Ngân đi lúc đó là mới có 5 giờ mấy, 6 giờ sáng à, cho nên Ngân chưa có dọn dẹp trong cabin. Bây giờ đi lên, đi làm thủ tục xong về bây giờ mới bắt đầu dọn dẹp. Để Ngân quay cho mọi người xem nha. Cái Xà Lan Ngân nó dơ đến mức như thế nào. Nhà ơi, ông xã Ngân đang lao phụ Ngân à. Nãy giờ Ngân đang lao cái nhà đó, cái thùng lau nhà, cây lau nhà, cây chổi nó còn luôn á, bụi nó nhiều quá, bụi bã nó rất là nhiều luôn. Ngân quét tới quét lui, quét tới quét lui nhưng mà vẫn còn bụi đây đó, mọi người thấy bụi nó lên một lớp rồi nè đó, thấy chưa, đây là trong cái bàn nè đó, bụi nó lên một lớp luôn, không thể nào tưởng tượng nổi luôn á. Đây là cái ghế nè đó, cả nhà thấy chưa, đây là bụi, này là bụi của bã, bụi nhiều dữ lắm luôn á, chỗ nào cũng có bụi hết. Nói chung là bây giờ Ngân sẽ lau hết toàn bộ cái ở phía bên trong cabin Xà Lan luôn, ở trước mũi dưỡng sáu cũng vậy luôn á, dưỡng sáu cũng lau luôn. Đây là trên, rồi đây là trên cái bàn ông địa nè đó, mọi người thấy không, lên lớp bụi luôn nè, chỗ nào cũng có bụi hết. Xà Lan của Ngân thì Ngân nhận cái hàng, Ngân nhận là hàng xá, người ta cạp ở trên gào xong người ta xả xuống, cho nên là bụi nó bay tứ tung hết mọi người, rất là nhiều bụi luôn. Xà Lan của mình thì có rất là nhiều cửa, cửa nhiều dữ lắm, cho nên là bụi nó sẽ lòn theo, nó lòn theo những cái cửa đó, nó lòn vào trong cabin đầy bụi luôn á. Tuy mặc dù là Ngân chùm che rất là kỹ luôn, Ngân chùm một lớp vải rồi thêm một lớp bạc nữa, nhưng mà vẫn bụi mọi người ơi, bụi dữ lắm. Vào trong cảng nhận hàng có mấy tiếng đồng hồ mà bụi cỡ này nè. Đây, Ngân vào trong cảng nhận hàng có mấy tiếng đồng hồ mà bụi cỡ này nè. Đó, đây là cái bàn mà Ngân mới vừa quẹt ở trên cái bàn á, bụi khủng khiếp luôn á. Mỗi lần mà nhận hàng xong rồi Ngân đuối luôn mọi người, dọn dẹp cái cabin là dọn một ngày là không xong nổi luôn á. Nếu mà dọn một ngày xong đúng không, là bỏ cơm luôn. Ngân phải dọn 2 ngày mới xong. Còn mấy là mình dọn sơ sơ ngoài mặt tiền, khi mà Xà Lan của mình đậu á, mình đậu, mình về bến mình đậu chờ giao hàng á, thì Ngân sẽ dọn từ từ tiếp. Chứ nếu mà dọn hết một lúc là dọn không nổi luôn. Tại vì tất cả những cái dụng cụ ở bên trong Xà Lan thì nó đều đóng một lớp bụi hết luôn, cho nên mình phải chùi hết toàn bộ. Những cái gạch ở trên đây Ngân cũng lao nữa nè. Bây giờ gạch này nó đóng một lớp luôn á nè, đó, cái này là ở trên gạch nha, nè, đó cả nhà thấy không, có một lớp như thế này nè, cho nên là mình phải chùi hết.
Thì những chiếc xà lan khác á, thì mình đi hàng bao nè, hoặc là đi cát, hoặc là đi chở sắt á, thì nó không có bụi nhiều mọi người, nó sạch dữ lắm luôn. Nói chung là nó cũng dơ nhưng mà không đến nỗi như cái hàng xá của Ngân. Ngân chở hàng xá là dơ lắm, chiến nào Ngân cũng lao như thế này luôn. Mà tại vì lúc trước giờ Ngân không có quay cho mọi người xem, tại vì hôm nay có ông xã Ngân là lao phụ này cho nên Ngân mới quay á. Chứ bình thường là Ngân Ngân lao mình Ngân rồi nó không có quay, mệt lắm luôn á. Tranh thủ dọn dẹp xong rồi nghỉ ngơi rồi xà lan đi nữa cho nên Ngân không có quay. Hôm nay có ông xã lao phụ cho nên rảnh Ngân mới quay cho mọi người xem á. Bây giờ Ngân sẽ đi dọn dẹp tiếp thôi. Đụng tới đâu là lớp lớp như thế này nè. Bây giờ Ngân sẽ đi dọn dẹp tiếp đây. Để ông chồng Ngân á, ông vợ một mình hồi ông quạo rồi ông la đó.